qua tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long và Công ty Thuốc lá Bắc Sơn nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đã thống nhất mục tiêu phát triển trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là phát huy truyền thống xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Còn với Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận và thu nhập của cán bộ công nhân viên chức đạt kết quả ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 14,7% một năm, tăng 9,7% so với nghị quyết đại hội nhiệm kỳ. Thay mặt Đảng ủy Tổng Công ty, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên các công ty về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thành tích đạt được của Đảng bộ công ty rất đáng trân trọng, góp phần tích cực vào phát triển của ngành nói riêng và kinh tế xã hội của đất nước nói chung.